Rồi. Con ai bự hơn? Ở hai cây dính với nhau thấy bà. Rồi. Vô mày nhanh 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 nhanh. Vô mày. Quá trời đã ta. Đâu? Không mày dính con chà bá nè. Ôi đã. Tài xế bếp đây các bạn, đây là bạn thổ địa. Giờ bạn ấy sẽ dắt anh em chúng tôi đi ra biển để câu. Đây các bạn, tới biển các bạn ơi. Đây các bạn, mình mới vừa tới là có người ra mời vô liền. Đây. Ồ, chị nhìn đẹp gái quá. Đây, cô này dễ thương hơn nữa nè. Ôi ôi. Đó. Đó. Đây. Ôi ôi, đây toàn người đẹp không? Chạy luôn hả? Có gì họ quay vô, có gì họ quay vô. Đó, giờ bưa. Tới chạy luôn hả? Đi. Có thể dắt sao mình đi vậy? Go. Go. Gì không hả? Sâu lắm, hàng sâu lắm. Móc cua, đây là móc cua. Ở dính luôn kìa, bắt luôn kìa. Dính này hả? Ồ, đây móc cua nè. Đây. Hay hả? Đẹp quá ta. Tiếp tiếp. Chắc mình đậu xe lên mình ra ngoài đó cho á. Vợ chồng luôn. Nướng ăn được không? Thái độ. Mất kịp không? Ủa, mất chạy đâu hay vậy? Chung mất rồi ông thần ơi. Mất ăn chừng luôn á. Chung mất tiêu mất thôi nổi. Thấy thầy bóc hay ghê không? Không. 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 Không.
vỏ. Thì móc cua đó, móc dữ lắm, móc là ra cua liền luôn á. Có hai con á. Thôi cua thì móc không ra rồi. Móc cua quen, móc cộng không quen. Câu đâu bộ? Là người ta câu trên đó không hả? À, không. Sa? Rồi thôi, nước lớn vô được không? Tự nhiên tới cái thấy cái tinh thần tỉnh táo liền. Người dắt cây đi cò. Từ từ vô gãy cơ nha.
hai câu nữa ra cần. Rồi quăng đi. Dèo quá. Ê. Các con. Dướng thật luôn.
gì ơi? Con hai bự hơn. Ở hai cây dính với nhau thấy bà. Gì vô mày nhanh 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 vô mày quá sợ luôn đã ta đâu ông mày dính con chà bá nè ôi đã trời ơi, bốn cây dính hết bốn cây luôn.
ba phần có câu chốt thua.
gô rồi. Còn là chắc nửa ký quá. Trời ơi. Chỗ đó có tâm càng đâu. Đây có tâm càng mà. Tôi tưởng đó cái ốc với cá ngát rồi không chứ. Kéo ghê rồi. Thấy chưa? Nhỏ thần ơi. Ai nói nhỏ? Ơi. Có chút xíu. Ghê. Ghê. Oh.
ghê. Trời ơi. Ồ. Mập luôn. Tao ngon. Vô con lành. Móc gần mắt luôn. Dạ, đâu? Ghê. Quá trời. Em kẹp lưỡi đẩy vô là nó ra à? Em kẹp cái lưỡi chứ em đẩy vô tông á. Trời ơi, năm hàng câu mà hết ba hàng tới bờ rồi. Nghĩ nghĩ để nó không kẹp à. Gùn quá gói nha.
Thank you.
hết pin rồi. Tiếc ghê không? Cho tay là Lý. Con hả? Cũng có hết đâu. Khỉ con nãy cho bạn này. Tay Hùng hả? Trời ơi. Tại con gì vậy? Cái gì nữa? Bự lắm hả? Lên luôn nha. Lên luôn. Trời ơi. Con có thở bự kìa. Cá mập lên cắn nha. Cá đuối rồi nữa ơi. Cá đuối rồi. Nó có tả rồi, nó có tả kỵ đâu không mày? Cho anh tả lôi nó không bị lợi gì đâu hả? Có không? Trời ơi, con cá lý kìa. Có không? Trời dính cá dính luôn cái bịch á. Sao giật, giật cái ghê vậy? Nó không tả đọt mà. Cả ven chưa? Cả luôn hả? Có đâu? Có đuối chứ. Đừng có gãy đuôi nha. Đó. Nè, nó lì nè. Cá đuối rồi. Cái gì vậy? Từ lý. Nó hả? Không phải. Đó. Chết lại. Rồi. Trời ơi. Chà bá luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Gà lắc chay. Thôi, em hết tin anh rồi.
rút quân về nha anh em. Còn cá là nhóc rồi. Vô nó ăn một hơi. Rút quá. Trời ơi, lấy tiếng vậy thôi. Về thôi. Giờ là lỗi về. Mình đi đâu vậy? Ký giống chơi đâu. Hùng mấy ký rồi? 5 ký chưa? Hơn 5 ký hả? Ký rồi hả? Ký sao nữa? Sao nó có nhiêu? Rồi, giờ lội về. Đã quá. Nó chơi vui ra. Trở lại tuổi thơ. Gửi nước ngọt rồi hay dở. Nó kìa. Tâm. Hả? Tâm. Ồ quá trời, chưa bé gai luôn. Đó, nào bé đâu. Mảng bị ra, trao eo. Dạ. Nay chi chục ký không? Nay chừng mấy ký chú? Sao ký vậy? Vô tay cái này. Quý đi. Xạo xạo, ngọt tay sẽ tông nổi. Hơn 16 kg. Giờ mình sẵn không có cân, mình quăng cho lớn lớn một chút, 20 kg. Vậy không dụ cá ta nó đăng mà như ký hoành ta. 8 kg. 8 kg hả? Dạ. Dạ. Ờ, bụng mềm hết rồi. Sốc sốc lên. Đang đây cũng đều ha. Bạn ơi anh Hậu. Bạn ơi. Bỏ đi. Giữa hai con bé của em ơi.
em để đi chở vô bao cái đó rồi. Nó mất cái từ nó mất mạo rồi. Làm hả? Làm.